nay, Đấu trường âm nhạc sẽ chào đón 3 vị thủ lĩnh rất năng động, hài hước và vô cùng lầy lội. Diễn viên hài Tấn Phát, diễn viên hài Hữu Đằng, diễn viên hài Trà Ngọc. Liệu họ có chiến thuật gì để giành chiến thắng cho đội của mình? Bên này sai lầm lần đầu thôi. Quen với cái cú té rồi đúng không? Bắt đầu có kinh nghiệm hơn rồi thì mình sẽ té nó nhanh hơn. Em sẽ chọn bài Nhỏ Ơi. Mới thua rồi xong chọn bài Bự Ơi á, mà chọn bài Nhỏ Ơi. Bự Ơi hát làm sao? Thì đó, ý là thua rồi mà chọn thôi. Như vậy là mình làm không lợi cái mình ý. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua những trận so tài nảy lửa giữa các đấu sĩ dũng mãnh nhất. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung té thành niên hòa ca. Lần này ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu. Ai sẽ phải rơi xuống hố đen bí ẩn đầy tiếc nuối? Chúng ta sẽ cùng đón xem. Dương Lâm và Nhật Kim Anh chào mừng quý vị bạn đến với chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Vâng, và chương trình của chúng tôi do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty F&T Pictures thực hiện. Và chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ. Một tuần trôi qua quá là nhanh đúng không chị? Quá là nhanh đi. Mà ngày hôm nay em thấy chị xinh đẹp quá. Trời ơi. Đâu, chị xoay một vòng đi nào. Wow, đẹp không quý vị? Trời ơi. Trời ơi, Lâm, chị cất công dữ lắm đó nha. Em biết luôn đó. Chị đang phá hoại thiên nhiên nha. Đâu có. Cái đảo Quang em bây giờ nói lớn như vậy. Quang là màu xanh không nhiêu bông rồi chứ đầm chết à. Tại sao vậy Kim Anh? Bông hoa ta đẹp quá trời, nếu người ta trồng từng bông lên, hiểu không? Trồng rất là cực, mà bà nở lòng nào bà ra bà hái bà gắn lên cái đầm hết trơn. Không có, chị nói em nè, Kim Anh không có phá hoại môi trường. Kim Anh lụm những cái bông rơi rớt để gắn lên chiếc đầm của mình. Cái gì nói cũng được hết trơn hết rồi. Không có, người ta nói đúng thì thôi. Trời đất ơi, đây là hai cái lứa cá của chú ngư dân bữa ông làm mất đúng không? Tại sao lại lấy cái lứa cá của ông gắn lên như vậy? Thì tại vì ổng làm mất rồi thì nó trôi dạt vào bờ, chị lấy lên chị làm cho ổng tai điệu không? Cái gì nói cũng được nha, càng ngày càng lanh lợi nha. Thôi bây giờ chị nói nè, thôi bây giờ chị em mình ồn ào quá, mình hãy mời những khách mời, mời những thủ lĩnh nào mà người ta ít nói trầm lặng một xíu, sống nội tâm, diễn nhân vật, không bị ngoại hình. Chứ hai chị em mình quậy quá rồi. Mình bị ngoại hình quá. Đúng rồi. Nói cái gì cũng ồn ào đủ tay chân đồ. Mệt ghê luôn. Không có sang. Quý vị ơi, và ngày hôm nay chúng tôi mời đến đây những thủ lĩnh họ sống bằng nội tâm, cũng như là lúc nào cũng có cái bên trong, không ồn ào, không náo nhiệt. Đầu tiên xin mời hai thủ lĩnh, đó là bạn thân Võ Tấn Phát và Hữu Đằng ạ. Chào Tấn Phát được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Đài truyền hình Vĩnh Long, cũng như là khán giả của chương trình Đấu trường âm nhạc. Chào anh Lâm, chào chị Nhật Kim Anh. Hữu Đằng gửi lời chào thân thương toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay với Trang Anh. Em cứ lẹ lẹ đi. Ủa vậy? Hả? Không có. Đâu em đi Miss World đó. Dễ thương quá trời Ngọc à. Vâng, và lần đầu tiên thì Trà Ngọc xin gửi đến tất cả quý vị các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và lời nói thứ hai thì em cũng xin gửi đến quý anh chị MC, quý anh chị nhà báo và giám khảo, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhì. Cảm số quen đến với chương trình này là em cảm thấy là mọi người đã mời em là đúng đắn. Và em cảm thấy là em rất là tự hào. Tại vì thực sự trước tới giờ em có khả năng âm nhạc rất là nhiều, cũng rất là am hiểu, và cũng nói chung là có giọng hát, có tố chất, nhưng mà chưa có một chương trình nào mời em tham gia đi hát cả. Và em đây cảm thấy giống như là một cái chương trình để debut em vậy đó. Từ đây là em đi lên luôn nè. Hồi nãy nói là không nói nhiều mà giờ nói nhiều quá chị nha. Trời luôn. Đội của mình có một bài hát gì hát chung không? Dạ không có, bây giờ tụi em mỗi đứa chuẩn bị một câu hết rồi. Wow, chị mời. Dạ hát theo thứ tự luôn đi. Sẵn sàng chưa hả? Dạ. Hát ra hai vũ đoàn luôn đi chứ hả? Ok. Rồi. Một đứa hát, hai đứa nhảy đúng không? Đúng rồi, em có vũ đạo sẵn mà. Rồi em xin gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả một câu hát của bài Không Cần Phải Hứa Đâu Em. Không Cần Phải Hứa Đâu Em. Điệp khúc luôn đi ha. Dạ rồi. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho đây bao phong ba chia đôi ta cách xa. Mình đồng nhất với cái vũ đoàn được không vậy? Bài hát ở đây rất là kẹt. Một câu. Rồi xuống làm vũ đoàn lại. Rồi bây giờ xuống làm vũ đoàn lại nè. Em muốn bài hát này sẽ tập trung vào ca sĩ và giọng hát thôi. Rồi, tại vì chủ yếu em là kỹ thuật mà. Rồi. Em là chuyên về kỹ thuật. Ví dầu ai đưa dâu bên bờ sông có còn thương em đâu sao mà trông. Ngông về bên đây mà lòng thì nhớ mong khi thấy anh sum dây. Khi thấy anh sum dây. Ví dầu hả? Ví dầu ở nhà đang ru con ngủ. Đúng rồi. Cái là sau 3 năm nuôi con thì em nhận ngộ ra được là em hợp với âm nhạc lắm. Nhận ngộ. Trời ơi, cảm nhận âm nhạc giác ngộ gì nhận ngộ ra được. Con em chắc bị thiếu ngủ rồi. Thôi được rồi em. Tại kỹ thuật em còn nhiều nữa. Được rồi. Thôi được rồi, giờ tới vũ đoàn. Lại. Tôi cần vũ đoàn. Rồi ok. Đây miền Nam núi trầm trùng mà người đời gọi đây là Nam Sơn. Nhiều lối đi lên tới ngôi trường gần đây cánh hai đèo, còn kia là nơi hướng đi sườn đèo. Một tràng của tay vừa tiết mục vừa rồi à. Đảm bảo ngày hôm nay sẽ có những tiết mục rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những phong bì, ở trong đó có những cái quyền. Xin mời ạ. Trên tay của Kim Anh là có 4 quyền của chương trình và 3 bạn thủ lĩnh sẽ phải chọn một trong 4 quyền này. Dạ. Rồi chọn đi em. Em nè, Trà Ngọc. Ở đây em hả? Trà Ngọc em chọn đi. Rồi đây nè. Rồi chọn quyền luôn rồi. Rồi Hữu Đằng. Dạ em xin chọn nè. Wow, đừng mở ra nha. Như vậy là hiện tại chúng ta các thủ lĩnh đã có những phong bì. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với những quyền ngày hôm nay. Quyền cứu là thủ lĩnh được ra hát hoặc đổi đấu sĩ đã bị loại của đội mình. Quyền chuyển là chuyển cho đấu sĩ khác trong đội ra thi đấu, hoặc có thể là chuyển đổi bài hát khác nếu bài hát hiện tại gây bất lợi cho đấu sĩ của mình. Quyền đỡ là sử dụng quyền này nhằm cử một đấu sĩ còn lại trong đội hoặc đã bị loại ra trình diễn cùng ca sĩ đang trong vòng đấu. Quyền chặn là không cho chọn đội mình, phải chọn đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại đã bị loại, đấu sĩ được chọn có quyền chọn ngược lại đối thủ. Trong trường hợp chỉ còn 1 và 1, quyền này mất tác dụng. Như vậy là chúng ta làm quen được những quyền. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với những vị ban giám khảo ngày hôm nay. Và không biết là ngày hôm nay tiêu chí chấm điểm của những vị ban giám khảo như thế nào ạ? Tôi xin thay mặt ban giám khảo nói về tiêu chí thì ban giám khảo sẽ chia ra làm 2 phần là 50% đánh giá về kỹ thuật giọng hát và 50% còn lại đánh giá về kỹ năng biểu diễn, khả năng làm chủ sân khấu và tương tác của các bạn đấu sĩ để đưa ra một cái kết quả công tâm và hợp lý nhất. Rồi, cảm ơn ban giám khảo. Một tràng tay thật lớn nữa để chương trình bắt đầu ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại 3 bức màn bí mật của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Như vậy là những tấm màn bí mật đã xuất hiện. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với các đấu sĩ ngày hôm nay. Nhiệm vụ các thủ lĩnh phải lắng nghe, nghe cái chất giọng của họ, thấy mà hay quá xà lên chụp liền nha. Sẵn sàng chưa? Nếu như các thủ lĩnh của chúng ta đã sẵn sàng, vậy thì ca khúc đầu tiên của chúng ta xin phép được bắt đầu. đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm để đẫm ướt chiếc áo xanh và thấm ướt mái tóc em. Nếu giữa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt hướng đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sờ bên đất lấm gót chân, sờ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng nữa em thì chắc đôi mình không quên. Mình bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh bay khắp phương trời, mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ như ngóng trong trời. Hôn nhau em sang ngã bằng xe hoa hay con thuyền, hôn tôi lên tiếng em nhìn xa pha buông gót chân. Gót chân ngày xa xưa sẽ lắm trong một khi mưa, nàng đã quay một lối về quên cả người trong gió mưa. Gì vậy Đăng? Vẫn còn à. Nhạc tắt gãy. Gãy. Thu Lĩnh ơi, các bạn đã nghe những cái chất giọng chưa? Dạ rồi. Thì bây giờ còn chàng chề nữa, các bạn hãy nắm tay nhau đi nào. Nào, 2, 3, xoay vòng vòng. 3, 2, 1, chạy. Rồi. Rồi. Cha Hữu đang được căn phòng đó à. Với lại Hữu Đằng đứng đó là đúng vị trí rồi. Dạ đẹp không? Rồi, hai người đứng hai bên đây là không có đúng vị trí. Anh nắm tay tôi làm gì? Cái gì vậy? Rồi. Anh bên này đúng không thì tôi bên kia. Vậy đi. Trời ơi là trời. Và như vậy thì tất cả các thủ lĩnh của chúng ta đã chọn được bức màn bí mật của mình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng làm quen với các đấu sĩ ngày hôm nay. Xin mời. Như vậy là các thủ lĩnh đã tìm được đấu sĩ của mình. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với các đấu sĩ của thủ lĩnh Tấn Phát. Yeah. Rồi. Nghe đấu sĩ là thủ võ liền. Rồi sau một cái thời gian giành giật, tao nói là gây cấn nảy lửa với thủ lĩnh Hữu Đằng và thủ lĩnh Trà Ngọc. Cái dòng màu đó hay rớt lắm đó. Cái dòng mà ra mà màu thủ võ là hay sập hầm lắm đó nha. Anh thấy vậy quá, tao phải ra vẽ chút xíu để hai bên kia nó thấy nó sợ chứ. Vậy bây giờ chúng ta gặp gỡ những đấu sĩ nha. 3, 2, 1, xuất hiện. Xin chào mọi người, em là đấu sĩ Châu Ngọc Hiếu. Xin chào mọi người, mình là đấu sĩ Trang Anh. Xin chào mọi người ạ, mình là đấu sĩ Hà Thái Tiến. Nhóm mình xin chấp nhận hết tất cả các lời thách đấu của hai đội ạ. Cần hết mọi thể loại luôn. Và tên của đội mình là gì ạ? Bất tử. Sau một cuộc giành giật thì bên kia cũng là được chọn, bên đây cũng là được chọn, chỉ có em là bột chịu. Thì trong lúc mà Võ Tấn Phát giới thiệu về đội của mình á, thì ở đây em đã nhận được một cái thông điệp từ vũ trụ chuyển xuống cho em. Em mới vừa đọc xong cái thông điệp đó và vũ trụ nói với em là ngày hôm nay tất cả mọi chiến binh của em đứng ở đây, đấu sĩ của em đứng ở đây là cái duyên. Em ơi, em nói chuyện với ai vậy? Em nói chuyện với khán giả. Cái máy em bên này nè bé ơi, nè cái máy mình nè. Bao nhiêu lâu mình không đi quay rồi? Không, cũng mới đây thôi à. Mới đây là bao lâu? Mới 2 năm. Wow, mới ghê. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với các thành viên nha. Thành viên em để em làm quen. Trời ơi. Và sau đây xin mời các đấu sĩ. Xin chào tất cả mọi người, mình là đấu sĩ Mai Chí Công. Xin chào mọi người, mình là đấu sĩ Lưu Trúc Ly. Wow. Wow. Dạ xin chào mọi người, em là đấu sĩ Nguyễn Võ Ngọc Anh. Wow. Và tên của đội tụi em là đội Tươi Xanh. Đã mặc màu xanh cho nên là đội là Tươi Xanh. Đăng, mời em. Cảm giác là không gian nó hơi nhiều tiếng nên bây giờ mình sẽ nói chậm rãi từ từ lại. Giờ bây giờ các bạn hãy quay lại đi nào. Quay lại đi nào. Wow, quá là dễ thương. Chào mọi người, mình là đấu sĩ Room. Dạ, em xin chào anh chị và xin chào quý vị khán giả. Em là đấu sĩ Tú Tri ạ. Tú Tri. Xin chào tất cả mọi người, thì em là đấu sĩ Huân Nguyễn ạ. Đội chúng ta sẽ là tên Bất Diệt. Như vậy là chúng ta đã có tên đội, bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên. Vợ người ta. Yeah. Cảm động nha, bài hay nha, hit nha. Và bây giờ thì đội nào sẽ là cử ra thành viên để hát bài này ạ? Mình xưng phong đi ạ, ai cũng đấu trước rồi. Rồi, Trang Ngọc đấu với đội Hữu Đằng nha. Rồi. Ủa Phát ơi, anh không có quyền. Ủa. Vâng, và bây giờ là đội Tấn Phát đi ha, thủ lĩnh Tấn Phát. Tấn Phát không đấu với ai ạ? Đại diện cho đấu sĩ của mình, dạ xin thách đấu với đội Bất Diệt. Wow. Bây giờ bên này sẽ chọn bạn đấu sĩ Room. Room. Thì Phát sẽ chọn ai ạ? Mình sẽ mời bạn Tiến nha. Đấu sĩ này là... Em là đấu sĩ Hà Thái Tiến ạ. Hà Thái Tiến. Còn chờ gì nữa, đến ngay với ca khúc Vợ Người Ta. Xin mời hai đấu sĩ xuống đàn đấu ạ. Ráng lên em ơi. Thì bây giờ sẽ là ca khúc Vợ Người Ta với hai đấu sĩ. Không biết đấu sĩ bên đây bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Còn Room thì sao? Sẵn sàng rồi ạ. Em có đôi lời gì muốn thách đấu với bạn không? Hết mày nha. Hết mày nha. Okay. Còn bên đây có lời nào gọi là nhẹ nhàng tinh khôi gửi bên đó mà? Cố gắng lên. Cố gắng lên. Sao mà tự nhiên? Ủa sao thi đại học hay sao? Cố gắng lên, cố gắng nha. Động viên tưởng chung đội không á. Sao hiền dễ thương quá trời luôn em ơi, cố lên. Như vậy là các bạn đã sẵn sàng, bây giờ còn chần chờ gì nữa, trận đấu xin phép được bắt đầu. Cho nó tới giờ trời đi cùng nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung thuế thành nghìn hòa ca. Vài ba đứa đến lâu lượt theo em là thành em cưới người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu anh này xa càng xa, buồn thay la. Trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng lại một đám mừng người trong làng ngó tình bụng dừng theo hoàng mang rồi ngày cưới dần dàng thấp cùng ai thôi chẳng đã tới giờ trẻ đi cùng nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thành miên hòa ca. Vài ba đứa lên lộc lư theo em là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu anh này xa càng xa, buồn thay la. thức ngồi trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngồi tìm bục dưỡng thay hoang mang, rồi ngày cưới dần dàng khóc cùng. Ai rao nhau đã tới xả trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tương phục, mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung té thành niên hòa ca. Vài ba đứa lên lăng lư theo em là thành đám lưỡi em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa, buồn hay la. Ca khúc Giờ Người Ta. Dạ, chị thấy ca khúc này sao chị? Wow, rất là làm nóng cái sân khấu của chúng ta lên. Em có cảm giác như là nóng thiệt nha chị nha. Thấy một cái sự gọi là chiến đấu hết mình. Đúng rồi, con Room có phải thật hay không mà sao em diễn tốt quá vậy? Quá tốt. Máu lửa quá. Dạ, em cũng cảm thấy là hết mình. Đồng cảm. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến của giám khảo đi ha. Dạ. Và xin mời ban giám khảo cho những lời nhận xét cho hai đấu sĩ của chúng ta. Chúc mừng phần thi của hai đấu sĩ của chúng ta nha. Bản phối remix của bài Vợ Người Ta này là một cái bản phối mà chị cảm thấy rằng là hay nhất từ trước đến giờ. Và nó tôn lên cái phong cách của bọn em lên rất là nhiều. Nhưng mà chị tiếc cho cả hai bạn một chút. Hai bạn hát nhạc nhanh hình như nó không phải là sở trường của hai bạn đúng không? Cho nên là chị cảm thấy mình hơi bị cuốn chữ và mình không được rõ, vì mặc dù cái bài hát này là một bài hát hit và hầu như ai cũng biết, nhưng mà khi bọn em hát ấy, thì chị lại không nghe được cái lời lắm. Chị hơi tiếc cái điều đó. Nhưng mà chị thì chị hơi thiên về bạn Dung một chút, tại vì bạn Dung có một cái phong cách diễn chị cảm thấy là thích hơn và giao lưu với khán giả nhiều hơn, và cái phong cách của bạn tốt hơn. Chị vote cho bạn Dung. Người ta đám cưới rồi phải gấp gáp chứ. Đúng chị. Đúng rồi, phải gấp gáp. Và chúng ta vừa đến với ca khúc Vợ Người Ta, và bây giờ chúng ta cùng đến với Hố Sâu Bí Ẩn ạ. Như vậy là hai đấu sĩ đã xuất hiện ở trên Hố Sâu Bí Ẩn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với kết quả ai sẽ ở lại và ai sẽ là người chia tay đây. Đúng rồi. Và một Room tuy rằng là nhỏ nhắn xinh xắn thôi, nhưng anh cũng có một cái giọng và biểu cảm diễn xuất rất là ấn tượng đối với ban giám khảo. Và đây là Thái Tiến, một anh chàng cao to, đẹp trai và năng lượng. Không biết ai sẽ là người dừng lại đây. Vậy bây giờ là thời gian quyết định. Chúng ta hãy cùng đếm nào. 3, 2, 1. Bắt đầu. Võ Tấn Phát. Xin chúc mừng thủ lĩnh Võ Tấn Phát. Này Phát ơi, ôm nhau cái cõi. Bất tử. Phát ơi Phát, mới vừa hiệp đầu thôi mà em đưa chiến lược dễ sợ quá vậy. Trời, cái đó là cái phong thái của người thủ lĩnh đúng không anh Đàn ơi? Nhưng mà thằng nhỏ nhà em đâu rồi? Bé nó xuống dưới rồi, nó xuống cái hố sâu bí ẩn rồi. Là lọt ra biển về bờ rồi đó. Đúng hả? Rồi, nhưng mà là em có thể cứu được, nếu như em nhận được cái quyền cứu, em có thể cứu bé lên. Em ơi. Dạ. Bây giờ mình thắng rồi đó. Thắng rồi anh ha. Vừa thắng xong lên đi nào. Trời ơi. Ai nữa? Nói gì nữa. Dứt liền. Rồi bây giờ em sẽ... Ngọc ơi. Dạ. Công tác chuẩn bị tới đâu rồi em? Nói chung là bên em mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi. Đợi anh mở lời thôi đó. Wow. Vậy còn chần chờ gì nữa? Em chọn ai? Đây, bạn trai xinh xắn dễ thương Mai Chí Công. Dạ. Anh ơi, bên em có một trai à. Anh giữ một trai đó. Ngọc ơi, em đừng lo. Bởi vì quyền chọn là của Tấn Phát, nhưng mà chọn bài hát là của em. Chọn bài đúng không chị? Đúng rồi. Trai ra trai. Mình phải tự tin lên chứ, đúng không? Em chọn những bài nào mà em ru con em ngủ hàng ngày đó. Không à, bên em đa thể loại à. Bên em sơ là 1000 mấy bài rồi. Wow. Dạ, chuẩn bị á. Em đậu karaoke 6 số hay gì mà nhạc mấy bài vậy? Bây giờ bấm số là hát thôi. Cái đó bài hát hay là bài biện vậy em? Em nghĩ là em bài cái gì tao hốt vô. Bài đặc á. Bài đặc bài đều á. Theo cái chuyên môn mà em biết là chồng chị nhạc sĩ không ta? Tức là chồng em là ca nhạc sĩ Tống Hậu Nhiên à. Wow. Là với kinh nghiệm 2 năm chung sống với ảnh, còn ảnh thì bao nhiêu năm với nghề em không biết, thì bây giờ em có được một cái kỹ thuật nhất định. Khi mà em nghe cái giọng bạn nam lúc nãy đứng hát ở đây, em sẽ quyết định chọn một cái bài hát để làm khó bạn nam. độ dễ với đội mình nha. Bài hát được mang tên Niệm Khúc Cuối. Trời ơi, Niệm Khúc Cuối luôn. Dạ. Nói vô nghe chữ niệm nghe sợ. Rồi bây giờ còn chờ gì nữa, xin mời hai đấu sĩ của chúng ta sẽ bước xuống sàn đấu với ca khúc Niệm Khúc Cuối. Xin mời ạ. Đổ lên em ơi. Cho em xin một đôi lời với đấu sĩ của em ạ. Nói chung là những cái gì mà chị biết về âm nhạc á là chị đã nói hết với em rồi. Ngày hôm nay sân khấu này là của em, hiểu không? Rồi, mình hát mình nghĩ về gia đình nè, mình nghĩ về người thân mình chút xíu, đừng nghĩ về chị nhiều. Chị đứng trên đó chị làm gì kệ chị. Thấy không, chị nói quá rõ ràng là không còn gì để nói nữa hết, ok. Ủa lĩnh quá trời có tâm rồi. Tiến ơi Tiến, bên đây thì có vẻ nói nó dài dòng quá thì anh nói với em ngắn gọn một câu thôi. Nhờ em tiễn Mai Chí Công về Mai Chí Thọ dùm anh. Dạ. Về nhà sớm em nha. Anh là anh nói như vậy vẫn còn dài á, còn em chỉ có một lời nói với anh thôi. Nói mời em. Cái này đâu có lời nói đâu, cái này là hành động mà. Dạ đúng rồi, hành động. Dạ đúng rồi, hành động. Trời đất ơi, đúng không? Xui thôi, xui thôi. Cái chiêu trò đây nha. Chiến thuật đó bạn ơi. Xui thôi chứ ai mà làm gì đâu. Em check lại coi cái micro còn cục pin không. Xui thôi. Em ơi, em đã sẵn sàng chưa? Dạ đội em với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Anh hãy dè chừng đấy và em sẵn sàng ạ. Thì em cũng biết Mai Chí Công là hát rất là hay, hát với một cái giai điệu và cái cách hát rất là mới. Nhưng em sẽ cố gắng trong bài hát này. Wow, nói chung ai cũng tự tin. Và bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo. Xin mời Say. 3, 2, 1. Hay quá. Trời chưa gì chưa. Cái đó cái nhạc anh. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mối nhau cho nhau dã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn thu đầy tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. cho tôi như cơn ngủ. Dù em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một hơi. Đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ ngã tim đau, dù có ước ngàn lần, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa xin với. Hai bạn rất là nhiều ạ. Chị thấy ca khúc vừa rồi sao? Quá là ấm áp, nồng nàn và da diết. Em cảm giác đây có phải phim trường luôn á. Nghĩa là phòng trà chị. Bác kế bên em cho xin ly trà tắc. Có luôn hả em? Đấy, nghĩa là bị quên luôn trong tiềm thức luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những lời nhận xét của ban giám khảo ạ. Chúc mừng hai bạn đã có một cái phần biểu diễn rất là tốt. Bài này là một trong những bài kinh điển mà khi mà nghe tới thì mọi người cảm thấy là rất muốn có cảm giác của cái bài là một cảm giác hạnh phúc. Bạn Tiến có một chất giọng đẹp, nam tính, ấm, và cái cách xử lý của bạn làm cho Huy cảm thấy là thật sự bạn chính xác ở trong bài hát này là bạn là một người đàn ông để mà cho người phụ nữ của mình điểm tựa. Bạn Mai Chí Công với một cái chất giọng ấm, trong, sáng nữa, và cái cách bạn Công hát làm cho mình nghĩ được rằng là mình đang đắm chìm vô cái cảm giác hạnh phúc của bài. Mà cái đó là cái tinh thần của bài Niệm Phút Cuối. Nên anh dành một phiếu cho bạn Công. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta xin mời hai đấu sĩ cùng lên Hố Sâu Bí Ẩn ạ. Như vậy là hai đấu sĩ Chí Công và Thái Tiến đang có mặt ở Hố Sâu Bí Ẩn. Bây giờ chúng ta sẽ chia tay một người. Không biết là ai đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Thủ lĩnh Trà Ngọc đã giữ nguyên tất cả các đấu sĩ của mình. Chúc mừng Trà Ngọc ạ. Em sẽ chọn đấu với lại Hữu Đằng hay là Tấn Phát? Thật ra thì em đã vừa mới đấu xong với anh Tấn Phát rồi. Thì coi như là em chừa lại người lại cho đội bạn á. Không có kêu căng gì đâu nha mọi người, khiêm tốn lắm rồi đó. Thì em xin đấu với đội của thủ lĩnh Hữu Đằng. Bên này sai lầm lần đầu thôi. Bây giờ là đã quen rồi đúng không tụi em? Hừng hực bên này rồi. Quen với cái cú té rồi đúng không? Bắt đầu có kinh nghiệm hơn rồi. Thì mình sẽ té nó nhanh hơn. Ok. Và bây giờ em xin đấu với đấu sĩ Huân Nguyễn. Huân Nguyễn sẵn sàng không em? Chọn đúng ý anh Lâm. Tôi là đấu sĩ Huân Nguyễn. Xin thách đấu. Em nói cái gì cho bạn đỡ rung đi cưng? Tôi là đấu sĩ Mai Chí Công. Tôi chấp nhận lời thách đấu. Đăng ơi, chọn bài đi em. Sao mà em hừng hực vậy? Em sẽ chọn bài Nhỏ Ơi. Nhỏ Ơi. Với ý nghĩa là đội đối thủ cũng nhỏ đúng không? Một cái pha xử lý nhỏ nhắn qua cuộc đời thôi. Ủa mới thua rồi xong chọn bài bự ơi á, chọn bài nhỏ ơi. Bự ơi hát làm sao? Thì đó ý là thua rồi mà chọn thôi. Như vậy là mình làm không lợi cái mình ý liền. Không có văn đáp trả cái ý. Ok bên này ý. Nhỏ ơi. Ý á. Rồi ngay bây giờ thì bài hát Nhỏ ơi, xin mời hai đấu sĩ của chúng ta xuống sàn đấu nào. Xin mời. Làm y như nãy cho chị nha. Bên bển là chuyện nhỏ thôi, hiểu không? Không có gì to tát hết trơn á. Mặc dù bển hát hay, hiểu không? Đừng có lo, đừng lo. Phải không? Dạ. Trời ơi, quá làm vậy rồi. Đấu sĩ mới mất sức á. Thực ra thì đây là lần thứ hai rồi thì chị không cần lặp lại những cái gì mà chị dặn em mới lòng thứ nhất nữa nha. Nhưng mà chị quan trọng hơn là bạn đó mặc vest kính cổ để giữ ấm cổ này nọ đó thì ok chị chỉnh lại cho em cái nha. Mình thắng sương sương giùm chị ạ. Rồi xong ạ. Như vậy là hai đấu sĩ được cái sự chăm sóc rất là nhiệt tình và chu đáo của hai thủ lĩnh. Chắc chắn là hai bạn đã sẵn sàng rồi chứ? Nếu như đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta cùng đến với dòng đấu tiếp theo. Xì lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ không tên thì nhỏ không tên bây giờ vẫn nhớ nhỏ nhỏ ơi lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ chưa yêu thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa giọt sầu rơi một mình chỉ còn ta một mình nhỏ ơi còn gì đâu hơi nhỏ trong nắng chiều phôi phai kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi tình cờ ta gặp nhau trong nắng chiều vội vai thẹn thùng ta hỏi nhỏ nhỏ bao khờ khẽ đi thì khờ ghé đi thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ chưa yêu thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình. Nhỏ ơi, còn gì đâu hơi nhỏ trong nắng chiều phôi phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô. Thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài. Nhỏ ơi, tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng chiều bạt mai, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao khờ ghé đi. Thì khờ ghé đi, thương rồi sao chẳng hiểu. Nhỏ ơi, thì khờ ghé đi, thương rồi sao chẳng hiểu. Nhỏ động thật sự. Sao chị? Quá là nồng nàn ấm áp. Công, tại sao em hát sao em sàng mới nói vậy? Dạ, đây là ca khúc Nhỏ ơi nên là khi mà hát với anh em cảm thấy em khá là nhỏ bé. Em cảm giác được có một cái gì đó vỗ về che chở. Em thấy bạn sao? Trình diễn với Công rất là thích luôn ạ. Lâm ơi, chị nghĩ đây là một bài hát và hai đấu sĩ này lại tiếp tục làm khó ban giám khảo đây. Dạ. Để cho em phải xin 7 người quá. Em xin hết những lời góp ý luôn quá. Đúng rồi. Dạ cho em xin lời góp ý ạ. Xin chúc mừng hai em có một cái phần trình diễn rất là hòa quyện với nhau. Nó giống như không phải là một cuộc đấu của các em nữa. Và bây giờ chị xin nhận xét một chút xíu về hai em. Đầu tiên là về Công. Đây là màn đấu thứ hai của em rồi. Em vẫn sử dụng cái chất giọng của mình như cũ, nó là nó vẫn hát đẹp bài, nó vẫn tròn bài. Nhưng mà chị để ý là giống như là em đã nhập tâm quá vào từng cái câu chữ của mình mà em quên đi cái cảm xúc. Ban đầu thật sự là chị đã chọn cái màu xanh ở trong đầu của mình. Nhưng mà khi chị để ý thì Huân hát ở 2 lần bài. Là 2 lần mà em sử dụng cái cách hát khác nhau hết. Và cái cách diễn tả của em nó khác hẳn cái lần đầu. Cái lần đầu chị nghe nó vẫn rất là giống như mình khoan thai lắm. Nhưng mà khi đến cái lần những cái lời sau á là em đã nhập vào trong cái bài hát. Và em diễn tả đúng y như là cái tâm trạng là đã xa dần đi. Thì chị đã chọn bạn Huân thay vì là Công. Dạ. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Có lẽ thì ý kiến của chị hơi trái ngược với ý kiến của bạn Lan nhé. Với bản thân chị thì chị lại rất là thích cái chất giọng của Công. Em có một cái e rung rất là đẹp. Và cái e rung đấy nó làm cho cái bài hát, cái câu hát mỗi một lần cái vuốt đuôi ấy, nó tình cảm. Hai bạn không hề chênh lệch nhau nhiều đâu. Huân Nguyễn hát cũng rất là hay. Nhưng vì có lẽ là chị gần như là chị bị em thu hút nhiều quá, cho nên là chị vẫn chọn em. Em xin cảm ơn chị ạ. Hôm nay hơi khó hả chị ha? Đúng rồi, những lời nhận xét đều như là đều luôn đó. Không có chênh lệch bên nào hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đến với hố sâu bí ẩn. Đúng để rồi. Xem ai sẽ là người ở lại. Xin mời hai bạn. Xin mời hai đấu sĩ lên. Vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng đứng trên hố sâu bí ẩn. Vậy bây giờ bắt buộc chúng ta phải chia tay một bạn. Vậy bây giờ là thời gian quyết định để xem ai sẽ là người chia tay. Ai đây? Phải Chí Công hay không? Một anh chàng rất là trẻ trung năng động, hát nhạc sôi động cũng hay và nhạc tình cũng hay. Và ca khúc Nhỏ ơi lay động lòng của khán giả. Một Huân Nguyễn đẹp trai, lịch lãm và hát cũng không kém gì bạn Chí Công. Vậy thì ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người xuống hố? Bắt buộc thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Tập đi. Em sao vậy? Em run quá anh ạ. Em được không? Em làm được không? Ổn được không? Không được rồi Lâm ơi, không được rồi. Thôi bây giờ mình tạm dừng đi. mình làm giùm đi để tuần sau. Dạ âm nhạc ơi, đúng rồi em nè. Tắt. Ủa sao vậy, đang mắc rớt quá mà sao vậy? Dạ không, đang trái tim đang rớt ra ngoài. Đập rất là nhanh luôn. Thật sự bây giờ em cái vấn đề về sức khỏe đúng không? Anh nghĩ là em phải cần thời gian 1 tuần để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. 1 tuần sau em rảnh không? Rồi. Tuần sau đúng giờ này lên đây không? Tuần sau rảnh không? Rảnh à? Rảnh tuần sau rảnh không? Rảnh. Giám khảo rảnh không? Em hứa là em mặc đúng bộ đồ này luôn. Lịch rảnh hết rồi, cho nên tuần sau mình gặp lại chị ơi. Và bây giờ xin cảm ơn tất cả những khán giả đã xem chương trình Đấu trường âm nhạc. Và chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty EMT Pictures thực hiện. Chương trình được phát sóng vào 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ nha. Và nhớ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào từng phần nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sau phần trình diễn vô cùng dễ thương, ca khúc Nhỏ ơi, hai đấu sĩ Chí Công và Huy Hoàng đã có mặt tại hố sâu bí ẩn, nhưng kết quả vẫn chưa được công bố. Các bạn khán giả cùng dự đoán xem ai sẽ phải rơi xuống hố sâu bí ẩn. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những màn trình diễn hấp dẫn đến từ 3 đội chơi. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh không hòa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên đây. Ngược lối sống hay hai ta đang ngược trong lòng, ngược suy nghĩ đã rất khác trong tình yêu. Vị thủ lĩnh nào có chiến lược tốt nhất và điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Chúng ta cùng đón xem tập 8. Chương trình Đấu trường âm nhạc sẽ được phát sóng vào 21 giờ tối Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ Hai ngày 16 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.